Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế với 12 năm kinh nghiệm. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ giúp cho quý anh chị nhà đầu tư những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời tôi đã soạn sẵn ra đây rồi. Nếu anh chị mà muốn có những cái file tuyệt vời này thì hãy đăng ký vào cái link phía dưới. Đăng ký ngay vào link phía dưới, tôi sẽ gửi cho anh chị qua email. Ok chưa? Còn ngay sau đây, để cái bài học chúng ta được hiệu quả thì tôi đề nghị anh chị là dùng bút và giấy để khi tôi nói đến nguyên tắc nào mọi người có thể ghi lại được. Được chưa? Nào chúng ta bắt đầu nhé. 8 cái lỗi thường gặp của nhà đầu tư mới. Vâng, nhà đầu tư mới thì có rất là nhiều cái mà chúng ta cần hoàn thiện. Cái đầu tiên là cái lỗi mà không tuân thủ một cái phương pháp nhất định. Gọi là nhà đầu tư mới thường ấy là lỗ hổng đầu tiên là thiếu kiến thức. Cái lỗ hổng thứ hai là thiếu kinh nghiệm. Và cái lỗ hổng thứ ba ấy là cái tâm lý giao dịch thì chưa ổn định. Nên là cái lỗi đầu tiên ấy là không tuân thủ theo một cái hệ thống nhất định nào cả, và cứ hôm nay là một phương pháp, ngày mai một phương pháp, thì đó là không thể nào dẫn đến thành công được. Và cái nguyên tắc đầu tiên tôi mong muốn mọi người hãy nhớ rằng là gì, nhất quán một phương pháp để tránh cái lỗi hay gặp. Sang cái phương pháp, cái lỗi hay gặp thứ hai của nhà đầu tư mới đó là thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi tín hiệu và lệnh. Khi giả sử ngày hôm nay tính toán kế hoạch như này rồi, giá của cổ phiếu chưa đạt đến đó đã nhảy vào thị trường rồi, có là thiếu cái kiên nhẫn để chờ đợi. Ở trong nguyên tắc này tôi muốn nhắc mọi người rằng là khi có kế hoạch rồi, hãy kiên nhẫn chờ đợi nó, chờ đợi cho nó diễn ra. Ok chưa? Sang nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc này ở nhà đầu tư mới cũng rất hay gặp, đó là dựa vào kiến thức của người khác mà không chủ động trau dồi kiến thức cho mình. Tôi lấy ví dụ như này, khi bạn tham gia vào một group, tham gia vào một cái nhóm, ở trong đó có một vài leader, có một vài người làm rất là tốt rồi. Họ có thể share cái nhận định của họ lên trên group đấy, nhưng bạn là người nhà đầu tư, bạn không chủ động lên cái kế hoạch, lên chiến lược cho một ngày, mà bạn cứ chờ đợi những người khác share cái kiến thức lên, share cái chiến lược lên, thì bạn bám theo. Như thế là gọi là đi vay mượn kiến thức của người khác, và như thế thì rất là khó để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cho nên là để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì việc của bạn là phải hoàn thiện mình mỗi ngày, làm kế hoạch, hoàn thiện mình mỗi ngày, biến nó thành kiến thức của mình. Được chưa? Sang đến cái nguyên tắc cái dễ gặp phải, cái lỗi hay gặp phải thứ tư, đó là để cảm xúc bị chi phối. Cảm xúc của bạn rất dễ bị chi phối. Khi bước chân vào thị trường đầu tư thì nhìn con số tiền đó nó nhảy múa liên tục, và nếu như bạn mà không làm chủ được cái tâm trí của mình thì rất dễ bị cuốn theo thị trường, và như thế là mất phương hướng. Ở các cái video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn là cách quản trị cảm xúc trong đầu tư. Hãy đăng ký vào cái link phía dưới, đăng ký ngay vào link phía dưới. Tôi và bạn sẽ làm việc sâu với nhau hơn nữa ở trong video, các video khác. Đến cái nguyên tắc thứ năm đó là không lên kế hoạch, hay là các bạn ấy là không lên kế hoạch làm việc cho một ngày. Vậy là những nhà đầu tư thành công thì bao giờ họ cũng có những cái kế hoạch rất là chi tiết, rất là cụ thể. Ngày hôm nay làm gì, ở mã nào, giá vào thị trường ở đâu, giá thoát khỏi thị trường ở chỗ nào, đó là cần phải có một kế hoạch làm việc đó. Sang cái lỗi thường gặp thứ sáu của nhà đầu tư mới hay rất hay gặp phải, đó là gì, là lạm dụng quá về cái đòn bẩy tài chính. Cái đòn bẩy tài chính bạn lạm dụng quá cao, có là khi bạn mới bước chân vào thị trường thì thị trường nó rất tạo cho mọi người nhiều cái cảm xúc, thấy kiếm tiền rất là dễ dàng, và các bạn mới tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ, hay kích cái đòn bẩy của mình lên lớn quá, và dẫn tới là gì, vô hình dung đẩy cái rủi ro của mình lên quá cao, và rất dễ xảy ra là những cái trường hợp là bị cháy tài khoản, vân 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 vân. Ở cái lỗi thường gặp thứ 7 là mọi người hay gặp, đó là gì, khi bước chân vào thị trường thì mọi người không quản trị được cái rủi ro thông qua việc là không cài trước cái stop loss. Gọi là ở trong thị trường giao dịch hàng ngày thì chúng ta gì, tính toán và mua hoặc bán là theo xu hướng của thị trường. Chính vì thế cho nên là nếu tính toán mua ở đây thì chúng ta phải tính sẵn ra các cái điểm thoát của thị trường, nếu như nó không tuân theo, đi theo cái xu hướng mình mong muốn. Có nghĩa là gì, là phải tính toán trước một cái vùng là stop loss, là điểm rời khỏi thị trường. Đấy, cho nên những nhà đầu tư mới lại đôi khi lại hay vấp phải cái lỗi là không cài sẵn cái stop loss. Và ở cái nguyên tắc thứ 8 là những nhà đầu tư mới cũng hay gặp, giống như là ở nguyên tắc thứ 4, đó là không chủ động hoàn thiện kiến thức cho mình. Thế vậy là hiện nay ở trên Internet thì cũng rất nhiều phương pháp. Đó là như tôi hay chia sẻ với học viên của mình là lên trên đó mà không biết thẩm định cái nào đúng cái nào sai thì rất dễ bị loạn đạo pháp. Cho nên là chúng ta thì nếu như có theo một trường phái, một phương pháp thì hãy theo nhất quán một phương pháp thôi, và đi với nó đến bến đến bờ thì chắc chắn sẽ thành công. Và
để trước khi bước vào thị trường, mọi người cần phải trang bị cho mình một cái lượng kiến thức nhất định để quản trị cảm xúc chính mình, để biết được những công thức, những quy luật của thị trường. Hai nữa là để tích lũy dần kinh nghiệm, và dần dần thì chúng ta sẽ trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chúc bạn sớm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.